Ok các bạn, thì hôm nay mình làm clip này để chia sẻ kinh nghiệm phân biệt cua đực và cua cái cho các bạn biết. Thì hai con ở đây thì mình chắc chắn là con này con đực và con bên đây là con cái. Tại vì lúc mà mình mua nó cách đây 6 năm trước thì cái người bán người ta đã nội soi để phân biệt giới tính tụi nó. Thì con này là con cua đực 100%. Thì các bạn cũng thấy là con cua đực á, cái này của nó nè, nó sẽ quặm vô và nó làm cho hai cái này nó hẹp lại, nó rất là hẹp. Và cái đuôi, cái thứ hai là cái đuôi nó dài, từ cái đỉnh đuôi đến cái lỗ hậu môn rất là dài hơn. Thì con cua cái là đây, từ cái đỉnh đuôi tới cái lỗ hậu môn nó sẽ ngắn và cái phần này của nó rất là rộng để nó đẻ trứng. Thì chỉ vậy thôi là phân biệt được rồi. Với lại cái yếm á, thì cái yếm con cua cái nó phẳng, còn cái yếm con cua đực á nó sẽ lõm vô hai bên này, nó từ từ lõm vô, càng lớn nó sẽ càng lõm nhiều. Thì con này vừa mới lớn thôi cho nên nó lõm chút xíu, bạn cũng thấy nó lõm đó, nó lõm. Còn con cua cái nó phẳng hơn chút xíu đó. Thì đó là kinh nghiệm xem cua đực cua cái mình muốn chia sẻ với các bạn ở dòng cua bức xạ đó. Bạn thấy không, cái này nó quặm vô và nó cái này rất là nhỏ, còn cái đỉnh đuôi tới cái lỗ hậu môn rất là dài ở con cua đực. Và con cua cái từ đỉnh đuôi đến hậu môn, cái lỗ hậu môn ngắn hơn và cái lỗ này, cái khoảng cách này rất là bự. Ok, mình xin kết thúc clip đây.